Hồi xưa chị rể chị á, cơ duyên từ đâu em biết không? Hồi xưa trên mạng cũng phốt phét chị. Anh này cũng vô tin nhắn chửi chị đó. Chửi chị đó. Thì là ghét của nào trời cha của nó. Là bây giờ làm rể chị đó. Cái lý do mà mình ăn chay trường là gì vậy chị biết? Chị ăn chay trường á là do hồi đó ông xã chị không bị bệnh. Hồi đó ông xã chị không bị tai biến á, không bị liệt hết nửa người, méo miệng đi không được. Thì chị mới nguyện, lúc đó chị sợ lắm, chị sợ chồng chị chết. Chị sợ chồng chị chết. Thì hồi lúc mà anh khỏe là anh lo hết. Chẳng những anh lo cho chị, con chị mà anh lo luôn cho gia đình của chị luôn. Anh nói chung là anh là một cái người tốt mà lo cho bên hết bên gia đình vợ luôn á. Thì cái lúc mà anh bị tai biến vậy đó thì chị cứ nghĩ chị sợ lắm, chị chỉ cầu cho anh sống thôi chứ chị không. Bây giờ anh có lạc lìa giống như mà bị ấy thì chị cũng nuôi anh nữa. Chị lúc đó thì chị nguyện là miễn sao anh sống thôi, chị mới xuống chị nguyện trước mẹ quán cho ông, cho chồng con khỏe mạnh lại, con nguyện con trai suốt đời. Thì đó là chị giữ lời hứa là chị ăn giờ là được hơn 8 năm. 8 năm gì mà hiện tại vẫn ăn. Nhưng mà mình lúc chị ăn chay á là lúc là chị tham gia trong ban hồ niệm, rồi sau đó chị ăn mặn lại. Chị ăn mặn lại là cái lúc mà ảnh bị á là chị mới nguyện là chị ăn luôn tới giờ. Người ta mới kêu đứng trước sinh tử á, mình chỉ muốn người thân mình còn sống là được. Mà chị không ngờ là bây giờ là ảnh là khỏe mạnh, bây giờ ảnh lại đi làm, ảnh là nuôi ngược lại. Tại vì huyết áp cao lắm gì. Tai biến mạch máu não. Đột quỵ lần thứ 3 rồi đó. Méo miệng mà ảnh là lúc đó là ấy là nước miếng rồi là nó chảy rồi nè. Là không có cảm giác nửa người luôn. Bị hết 4 tháng á. Thì chị hỏi á, sao chị hỏi ảnh là ảnh nói là ảnh khỏe là nhờ mấy mèo. Cái lúc mà thiệt lúc mà ảnh bệnh á em biết không, ảnh khó, ảnh cao có, ảnh bực bội á. Chị đút cho ảnh ăn mà nó cứ hắt vậy nè. Tại vì một người đang khỏe mạnh mà tự nhiên bị vậy anh bực bội. Nhưng mà mỗi lần mèo đó nó lại, lúc này chị cứu mèo, chứ cứu mèo bội bị bỏ rơi rồi mèo quan rồi về cái mấy con mèo nó mới bu lên ảnh á, anh vuốt che rồi anh nói là lúc đó anh đỡ chết là cũng nhờ mấy bé mèo. Và ảnh lúc là chị đi bán đồ hũ sáng, chị đẩy xe hủ tiếu chị đi quên xe đồ hũ chị đi bán, và ảnh ở nhà anh chăm mấy bé mèo á, anh ở nhà anh lấy thức ăn rồi anh cho từ từ đó rồi anh khỏe lại 4 tháng rồi. Thế là chăm xong rồi có vui, niềm vui là cái khỏe lại. Cái lúc mà chị xuống tóc là lúc đó là chị đứng giữa hai cái lựa chọn ở đây, không lúc đó chị không có đường là lựa chọn ở lại cũng không được, tại chủ đã bán đất. Mà chỗ lúc đó là nước nó ngập lên tới đây à, thì các bé nếu mà muốn ở lại đó thì mình phải đào cái ao thiệt là sâu để cho nó rút nước xuống, thì mà nếu mình đào thì mình cũng đâu ở tại đó được nữa. Thì chị mới nguyện, chị nói là bây giờ nguyện mẹ Quán Thế Âm cho con di chuyển được tụi nhỏ, và cho tụi nhỏ con nó hết bệnh, và con nguyện con sẽ xuống tóc. Thì chị mới nguyện vậy đó, rồi xong rồi chị cũng đăng bài mà lo lắm, thật sự rất là lo. Thì có mỗi người, có nhiều người lạ lắm, không biết ở đâu thì có nhắn tin cho chị, chị gửi cho em 5 triệu, 3 triệu vậy đó, rồi chị về đây chị làm. Anh chủ đất này anh cũng kêu chị đóng 50 triệu tiền thế chân, nhưng mà anh lấy 50 triệu đó anh vay hết tôn xung quanh cái vườn này cho chị. Lúc mà chị vô đây là nó chỉ là cái trống, không có một cái gì hết. Chị vô đây chị nói rồi về bây giờ làm, nếu mà làm lên hết về là cũng mấy trăm triệu nữa tiền đâu mình làm. Thì anh kêu chị đặt cọc 50 triệu, anh lấy anh làm hết cho chị. Và anh sau đó thì anh nói là em sẽ không có lấy tiền nhà của chị 5 tháng. Thì chị thấy là nó đỡ rồi, bây giờ xin mạnh thường quân được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Lúc mà mới qua là chị che có mấy cái dù có mấy tấm bạc lên để chị đưa các bé chó mà đang bị ngập nước mà không có đi tới đi lui được, tại vì ở trong nó đông mà cái chỉ có được có nhúm vậy nó nằm, cái nó đụng qua nó quấn lộn đụng là nó quấn lộn miết. Thì chị rối quá, chị mới đưa bớt qua, cứ đưa được che mấy cái bạc mà đỏ đỏ ở trong đó. Rồi rào lại miếng, đó là đưa qua. Chở bằng xe máy có, bằng xe tải có.
Chị Quyên cho em hỏi thêm á là em có nghe cái nhạc đó là mình mở đó nguyên ngày luôn hả chị? Với lại Đúng cái rồi. nguyên nguyên cái là lý do gì để mình để nhạc đó hay sao chị? Chị thì chị rất là tin cái câu niệm Phật, cái câu chị tin cái sự màu nhiệm của câu niệm Phật, câu Phật hiệu. Thì hồi xưa chị cũng có tham gia vô trong ban hội niệm. Thì chị nghĩ như thế này. Cái câu niệm Phật đó, cái lúc mà như mình tối mình ngủ mà mình nằm mơ á, mình nằm mơ mình bị ma đè đi, ma đè mà em niệm Phật là tự nhiên là sẽ giãn ra, hoặc là em khó ngủ, em bị cứ ấy này, em mở niệm Phật lên là em ngủ được. Và cái lúc mà cận tử nghiệp á, tại chị đi hội niệm á là cận tử nghiệp, là tức là mấy người sắp chết á, người chết cái kiểu này, người chết kiểu kia, không phải là vừa ấy xong là người ta được chết liền đâu, người ta giặt giũa thế này thế kia thì rất là cần cái câu niệm Phật. Thì chị muốn là gieo duyên tiếng niệm Phật cho các bé. Là mình để mình mở cả ngày luôn hả vậy? Thì chị mở cả ngày. Thì theo theo chị học, chị cũng đọc sách rồi chị cũng học Phật, thì nói là cái lúc mà mình chết á, mình được nghe tiếng niệm Phật á, thì đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi các bé chó, ví dụ như các bé chó nó trong này nó đâu có làm cái gì, nó đâu có gây nghiệp gì nó đâu, thì lúc mà nó bệnh nó chết đi thì nó cũng chết trong cái tiếng niệm Phật. Là chị muốn các bé sau khi hết phần làm kiếp chó kiếp mèo thì nó sẽ được tái sanh làm người, Dạ, cho nó thanh thản đúng không nó chị? thanh Nó thản. lúc mà nó lúc mà đi nó không đau đớn đúng Đúng không rồi, chị? chị muốn là nó như vậy thôi. Dạ, nên mình để nhạc đó cho mấy bé nghe luôn. Rể chị hồi xưa cũng, hồi xưa rể chị á, cơ duyên từ đâu em biết không? Hồi xưa trên mạng cũng phốt phét chị, anh này cũng vô tin nhắn chửi chị đó, chửi chị Thì đó, là ghét của nào trời cha của là nó. bây giờ làm rể chị đó À thế. mà. Hồi đó là chửi chị, theo dõi chị đó, mà xong rồi nói ủa sao trên mạng nó khác mà ngoài đời có khác, rồi biết còn tháng mấy sau rồi con gái chị dưới Đồng Nai lên là đúng tiếng sét ấy tình luôn. Rồi giờ làm rể chị được 3 năm mở ra, cái lúc mà nó nhắn tin cho chị, lúc nó chửi chị á không còn cái gì hết á, sau ấy chị mới coi lại cái lúc nó vô, nó bấm vô, nó là nick đó đó, bấm vô trời ơi, thấy cái lời nó chửi chị trước đó chị giật mình luôn đó, đó chị. Bây giờ chị hay nói á, do đó mày chửi tao bây giờ mày mới làm rể tao á, mày chết mày. Hồi đó không có thương mèo đâu, mà bây giờ thương mèo đó, sáng ra nó thiệt. Hiện tại bây giờ là em Tùng với em Gà nghỉ việc, thì sáng ra nó là phải vô dọn ở trong nhà chó, chị là lo ở vòng ngoài chạy chở búa như là lo bán, nó là chó, bé Thư là mèo, là nấu cơm rồi đưa vô rồi này kia là bây giờ là nó làm. Hồi xưa là không có được giống như hồi xưa, lúc đó là chị ở dưới Đồng Nai á, không có giống, không có, lúc đó là chưa có YouTube nè, chưa có YouTuber nè, tới mấy trạm chó mèo quay nè, rồi không có mấy bạn bên TikTok giống như mấy em nè đó, thì chỉ có ai cái nhóm nào mà đông người á là nhóm đó thắng, thì cũng post phép rồi làm cho chị. Nhưng lúc đó chị mệt mỏi lắm, chị buông, chị buông. Chị có đưa 109 bé chó về cái trạm khác, và chị có đưa 132 bé chó về tỉnh thất A Di Đà dưới Châu Đốc An Giang. Là chị nghĩ là chị sẽ dừng luôn, chị chỉ nuôi các bé chó mèo mà còn lại theo cái khả năng của chị không cứu nữa. Lúc đó thì chị bắt đầu chị mở cái quán phở, chị mở quán phở là chị nghĩ là với chồng chị rồi đi làm, con chị đi làm là sẽ nuôi được hết. Nhưng mà rồi được khoảng 3 tháng sau thấy tụi nhỏ mấy cái đứa này nó gặp nạn thì lại đi cứu, Đúng rồi. không bỏ được. Đó là định mệnh của cuộc đời mình em biết luôn. không, lúc đó là coi như là kể cả những cái người bạn mà chứng kiến trong cái quá trình mà chị khổ đó, bạn chị nói bạn chị là cái người mà bỏ cho mở quán, cái quán phở mồ côi chị đó, bỏ vốn ra mở cho chị luôn. Bạn đó nói là tôi cấm bà khóc, bà không được khóc, tức là bạn đó là bỏ vốn rồi lo cho chị hết đó, tôi cấm bà khóc, bà không được khóc, kể từ bây giờ bà không cứu chó nữa, bà chỉ làm mở quán bà bán rồi bà nuôi mấy bé này thôi, bà không có cứu nữa. Rồi con lúc đó con chị nó cũng cản, nói mẹ ơi khổ bấy nhiêu chưa đủ sao mẹ mà mẹ còn đi cứu nữa. Rồi cái chị mới nói mẹ cứu là mai mốt mẹ cũng đưa về chùa nữa con, chứ mẹ không có để đâu.
con bé lớp 10, con bé học lớp 10 á mẹ. Chừng nào mẹ đưa chó về chùa. Rồi nó rí rí rồi xong rồi bây giờ nguyên bài bây giờ không ai nói nữa. Dạ. Mà bây giờ lại cả nhà đều tập trung vô. Mà với lại lúc đó là chị hay để ý vào những cái lời nói của người khác. Người ta có thể những người vô, nó vô chừng 2-3 người vô, nó chửi mình cái là mình nổi sân lên. Mình cứ đáp lại, còn bây giờ chị ít có đáp lắm. Và chị cũng cầu xin là mọi người, trong tương lai mọi người hãy tới tận nơi. Những người mà yêu thương chó mèo á, hãy đến tận nơi mới hiểu được. Tại mình thương các bé chó cho nên chứ đâu phải thương chị đâu. Chị quỳ tại ngay chỗ trước đồn công an luôn chị. Chị nhờ các bạn đó chỉ giùm chị bán cái bé chó ở đó ở lòng mổ nào.